Sáng nay, công ty cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát thưởng cho các công nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2021. Công trình được gắn biển là nhà sản xuất 3 tầng, có diện tích 24.000 m2, có hệ thống điều hòa trung tâm và các máy móc chuyên dụng hiện đại, với kinh phí trên 200 tỷ đồng. Nhà sản xuất phục vụ cho 2.700 công nhân làm việc trong môi trường xanh, sạch đẹp, bảo đảm sức khỏe. 15 công nhân có thành tích tiêu biểu được công ty biểu dương và khen thưởng mỗi người 1 triệu đồng. Đây là những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong tháng công nhân năm 2022. Được biết, 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu của công ty cổ phần Tiên Hưng đạt hơn 11 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân của hơn 4.100 công nhân đạt hơn 12 triệu đồng một người trên tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện công ty đã ký hợp đồng các đơn hàng bảo đảm việc làm cho công nhân đến hết tháng 12 năm nay.